Ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương này hiện vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc rà soát thống kê hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Theo ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, nguyên nhân là khi ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ người dân trong trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 đã chủ động đi thẳng đến các địa phương không thông qua huyện. Khi đến các xã, ca sĩ Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ cho người dân, số tiền tùy tâm tùy đối tượng, không cố định mức cụ thể nên việc thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thực hiện được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, huyện đã trao đổi báo cáo với Bộ Công an về những khó khăn trong việc rà soát thống kê tiền hỗ trợ người dân vùng lũ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên, cơ quan điều tra cho biết sẽ phối hợp để cùng làm rõ. Theo ông Tình, trận lũ lịch sử hồi tháng 10 năm 2020 khiến hàng ngàn hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đoàn từ thiện khắp cả nước đã đến huyện Lệ Thủy hỗ trợ người dân bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm hàng hóa, trong đó có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên. Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã đến 7 xã của huyện này, bao gồm Sơn Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy trong vòng 2 ngày để trao tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Trong khi đó, ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy cho hay, khoảng một tháng trước, Ủy ban Nhân dân xã đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy về số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ người dân địa phương này. Ông Nhân nhớ lại, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ lập danh sách hộ dân bị ngập nặng và phát phiếu. Do toàn xã có 1.232 hộ dân đều bị ngập, nên xã lập danh sách phát phiếu. Khi đoàn về đã phát hỗ trợ mỗi hộ dân 3 triệu đồng. Theo các thông tin thống kê chưa đầy đủ, trong đợt cứu trợ tại Quảng Bình, ca sĩ Thủy Tiên đã giúp đỡ gần 15.000 hộ dân trên địa bàn với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng quảng bình là một trong bảy tỉnh mà ca sĩ thủy tiên trực tiếp đến trao hỗ trợ từ nguồn tiền mà các cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ